Bây giờ các đệ nhớ nhá, là các đệ là người mà đi theo ta, là Quang Liêm tướng quân một đời liêm khiết. Đấy, khi mà vào đến trong thành rồi là các đệ sẽ nghe theo sự chỉ đạo của ta. Đấy, ta cũng sẽ là người chịu trách nhiệm cho các đệ. Đó, thì bây giờ các đệ phải nghe theo sự chỉ đạo của ta và nghe lời ta. Các đệ có đồng ý không? Nếu như đồng ý. Đồng ý. Ồ, đồng ý nhanh quá. Ok, thôi được rồi. Bây giờ để ta xem nào. Tika này, để ta phải ghi lại, ta già rồi, để ta ghi lại. Bây giờ farm cái gì giàu nhất nhỉ? Ta nghĩ là quặng. Hai người bảo vệ. Chỉ farm quặng thôi, farm quặng. Bốn người làm đi. Ta nghĩ vẫn Tika bảo vệ đi. Ta nghĩ quặng vẫn là giàu nhất. Bây giờ là cái thời điểm mà thích hợp nhất cho bọn cướp rồi. Cho nên là bây giờ các đệ cố gắng là đi farm xong thì tiền thì đi gửi luôn. Như thế là nhanh nhất. Cái gì đây? Ai vừa bảo mọi da đen đấy? Đây, ta bảo là thời này mới đã đến. Tại vì có hội da đen. Hội da đen một năm. Các đệ ơi, có ai cần đi gửi tiền không nào? Đi. Đi 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 đi. Đi luôn, để đi luôn nè. Đi 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 đi. Đi đường này hay sao đi đường đó? Ủa sao tao mấy tâm mày ra tâm mày là gì mày chấm. Đi đường nào rồi đó? Đi. Đông rồi chứ, anh em bắt đầu là đông đông rồi đấy chứ. An tâm hơn rồi đấy chứ. Quá đi này, có gặp cướp thì cũng đỡ sợ hơn. Ôi, có anh đứng đây luôn thì làm sao mà ai dám đến đây nữa. Mình phải có tình người một tí chứ các anh ơi. Đúng rồi, tôi rút tiền mấy ông ơi. Đúng đi rút tiền mà mấy Huynh. Ờ sao đấy các anh cướp ơi. Ba Huynh là có vàng cái gì. Ui. Tôi định ra bú nhưng mà còn cục nào đâu mà. Dừng ở đây không rồi quy vào tội chống trả đó. Có vàng. Bọn tôi đến chậm các anh ạ. À. Bây giờ có mỗi con ngựa người với con ngựa thì các anh có lấy thì lấy thôi. Các anh có lấy ngựa không? Anh có lấy ngựa không? Bây giờ bọn em chả có cái gì đâu. Anh cướp nhầm người rồi. Em tay sai thôi, em đi sau thôi, đừng hỏi em. Đấy, đệm theo. Đào vàng mới ạ, đến bây giờ vẫn chưa thấy vàng. Chồng mình nghèo như này đến cướp người ta nhìn còn thấy chán nữa, đừng có nói. Buổi sáng là có đại tướng quân Bột sư đệ. Buổi chiều là có đại tướng quân Quang Liêm là ta, một đời liêm khiết. Buổi tối thì là chưa có ai đấy. Buổi tối nữa thì là có nhà vua lãnh chúa Nhu Nhi. Còn buổi đêm thì có Kim Ngao sư vương nổi tiếng lẫy lừng một phương đấy, đệ biết, đệ cũng nghe danh rồi đúng không? Kim Ngao sư vương à? Kim Ngao sư vương. Cũng phải cũng quen. Kim Ngao. Ai muốn đầu tư sinh lời không nhỉ? Lại đi làm gỗ à? Ai đầu tư sinh lời không nào? Tôi đi xem mà giá vải. Người ơi. Mấy huynh đào đá được nhiều tiền, đào quặng được nhiều tiền, làm tí trên dưới may mắn vận may liền tay tiền tới ngay tay ấy nhỉ. Tơ, huynh đoán đi đã. Cẩn thận cướp nhá, cẩn thận con liêm nhá. Huynh đoán đi đã, chẵn này lẻ. À nhầm, trên hay dưới? Trên hay dưới? Trên hay dưới chứ, chạy chẵn lẻ đây. Nhầm, trên hay dưới? Dưới đúng rồi. Mời huynh tự xem kết quả. Ủa là sao? Là chơi như nào? À, 1 đến 5 là dưới, 6 đến 10 là trên. Ủa nhưng mà làm sao mà mình biết được ai thả số cái đấy là ngẫu nhiên à? Không, bây giờ xoay thế thả xuống ngẫu nhiên. Bây giờ mình tôi sẽ đoán thả xuống trước mình... sau rồi huynh sẽ đoán. À. Huynh xem kết quả luôn, tôi không đến đại gần. À. Đấy cho tôi chơi với. Đoán tâm lý tội phạm à? Tôi hỏi luôn dép bảo béo à? Huynh tài đặt bao nhiêu, huynh tài dép bảo béo? Tôi đặt là 2650 bạn ơi. 2650 à? Nhận luôn này. Ơ còn cái huynh tài Quang Liêm thì sao? À ta đặt là 500. 500 à? Nhận này. Thế còn cái huynh gia cắt nhất thì sao? 1k, huynh ấy đặt 1k. K. Được tiền đi fan ơi. À đúng không? Tí tôi lấy lại. Mọi người cứ cầm tiền đi. Bây giờ nha, tôi sẽ thả xuống, xong rồi mọi người cùng đoán nhá. Được. Nhưng mà mình ăn thì mình lại gấp đôi đúng không? Tích cực chứ. Các đệ yên tâm, đấy, đừng lo cho ta. Tôi hỏi từng người một này. Huynh bảo béo thì đặt dưới hay trên nhỉ? Thua thì đi farm. Tôi đặt trên.
Bảo Huynh đặt trên đúng không? Trên trên tôi đứng đây đã, tôi đứng đây đã. À, tôi đặt ở dưới. Từ từ, chưa xem. Gì cơ, trên hay dưới? Tôi đặt dưới. À, Huynh Đài Quang lên đặt dưới này. Thế còn là Huynh Đài ra cắt nhất. Dưới luôn. Dưới luôn à? Mời các Huynh tự xem kết quả. Chặn cửa giết bóc các bóc này. Chơi chơi đây dưới đấy. Huynh Đài, Huynh Đài đẹp bảo béo 2650. Rồi tôi nhận này. Còn của Huynh Đài Quang Liêm là 5 lô. Ta xin, ta xin. Nào, các Huynh có chơi tiếp không? Có chứ. Có 5 ô phèn này. Ta vừa lãi mà. Được, 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 được. Thế bây giờ tôi hỏi hỏi lại kèo lần nữa nha. Huynh Đài bảo béo đặt bao nhiêu này? Có 5 ô phèn này. Sao cơ? Tối đa bao nhiêu nhỉ? Tối đa 20 nghìn. 20 nghìn à? Tôi 5 nghìn đó. Đấy, 5 nghìn à? Dạ, 20 nghìn kìa. 40 nghìn. Huynh Đài Quang Liêm là bao nhiêu nhỉ? Tôi đặt 735. 735 phải nhận này. Rồi, từ từ tôi hỏi từ từ một nãy Huynh bảo béo này, Huynh đặt bao nhiêu này? Xe mình đâu? Huynh đặt rồi mà. 5 nghìn. Người ta đặt rồi mà. Không, trên hay dưới? Trên, bạn ơi. Vẫn trên à? Thế còn Huynh Quang Liêm này thì sao? Ta đặt dưới. À, Huynh đặt dưới, thế còn Huynh ra cắt nhất. Tôi lấy nhầm hòm của ông rồi, ông ơi. Tôi để lại. Hả? Dưới luôn. Dưới luôn à? Thế mọi người tự... cho tôi xin 5 nghìn nè. Của tôi rồi, tôi của xin 735. Của tôi là 735 nghìn. Đứng im coi. Tôi biết mà. 735 đồng chứ. 735 đồng. Đứng im đi. Tôi đứng yên mà. Không nha, cái này là cũng xanh chín nha. Đúng giá xanh chín mà. Đây, của Huynh Đài này đây. Dốc quá. Này ơi. Để mẹ đéo có mẹ cơ động hay là gì nhỉ? Báo cái. Cái này sao? À, có cá cờ gà. Gỗ một Ông may mắn không gọi là cá cược may mắn. Dính chàm rồi. Dính chàm rồi. Say ơi. Các Huynh ơi. Anh dẫn khách lên đây đấy. Anh xem nào, cho anh xin mấy lốp đi. Tôi bú được 3.000 rồi. Ấy da, ông tán lộc đi, ông tán lộc đi. Bây giờ các huynh từ từ, các huynh chờ ta đi rút tiền đã, ta bị lỗ gần hết rồi. Ok à. Rồi, bây giờ trước mắt là để cho huynh ấy kệ đi, bây giờ ai đặt bao nhiêu tiền nào? Đặt tiền trước, xong bắt đầu mới đoán. Tôi 11.000 cả con ngựa được không ạ, fan? Thôi, bỏ ngựa ra đi, 11.000 rồi, 11.000. Thế 10.800 thôi. Bỏ con ngựa ra được không? Ok, 10.800. Tôi chỉ thu tiền mặt nhá, tôi không thu hiện vật. Đặc xà này là bao nhiêu đấy? Anh đặt bao tiền đấy? Huynh đệ đặt bao tiền đấy nhở? Đọc 3.000 đi nhở? 3.000 đúng không? Rồi anh thả tiền xuống đi. Mà tôi chưa đặt kèo gì mà. Cứ để bọn tôi thu tiền xong bắt đầu bọn tôi mới thả xuống. Chứ bây giờ bọn tôi thả kèo xuống xong rồi các anh đặt thì bọn tôi các thứ nó không xanh chín, anh hiểu không? Thu tiền trước rồi mới đặt. Bọn tôi có lấy tiền của các anh đâu. Ao. Chết nhầm. Rồi 1.000. Rồi 1.500. Rồi. Tôi 1.000. Rồi. Tôi 5 lốp. Rồi ok. Tôi 1.000. Rồi. Rồi. Rồi, xuống kèo đây. Rồi nha, tôi xuống kèo. Tránh ra đây, đừng ở giữa, Rồi quay, tôi chọn trên nhá, Tôi chọn trên luôn nhá. Người ta chưa thả mấy ông chọn trên nên tôi thả dưới sao? Giả dưa. Bây giờ hỏi từng người một này. Huynh Tika này là trên hay dưới nhỉ? Ta ra đi phê này. Đi xa ra, tí nữa xong đặt xong rồi mọi người lên cùng xem. Ok. Tika đặt trên hay dưới nhỉ? Đấm tôi cái kìa. Trên hay dưới. Tốc độ lên. À trên này. Rồi một người, Huynh Tika trên này, Huynh Độc Xà là trên hay dưới Huynh nhỉ? Dưới. Bên anh nhỏ vậy. Dưới à? Rồi Huynh Bột Bé Tẹo. Ở đâu? Dưới. Dưới à? Huynh Phát thì sao nhỉ?
Tôi vẫn trên. Huynh trên là cái con huynh bảo béo. Tôi trên đúng không? Nên là chúng ta có 3 trên và 2 dưới. Mời các huynh xem cái chữ. Ok. Đó, dưới tôi bảo dưới mà. Trời ơi, cầu lừa rồi. Đấy rồi. Cầu lừa rồi. Rồi. À, những ai ok, cái huynh huynh thu tiền đâu? Quang Liêm đâu rồi nhỉ? Huynh Quang Liêm đâu rồi nhỉ? Rồi. Không sao. Tôi từ. Những ai vừa đặt trên những ai vừa đặt dưới ra đây. Tôi ở trên này, tôi trông, phải trông không. Trả trước đi, anh trả lại tôi. Phải trông, không có. Phải trông không là có. Phải trông á, không có người vào bắt á. Có gì tôi báo lên á. Từ người một, từ. Rồi thế mình chơi lại đi. Ít thì thôi cho nó đỡ loạn. Ít đi thôi. Loạn quá. Bây giờ ba người là kiểu gì, cái một là lỗ, hai là thua, một là lỗ, hai là lời này. Đó là hợp lý này. Bắt buộc đấy. Thế thì Huynh Phát đặt bao nhiêu nhỉ? Tôi 2000 trên. Tôi trên luôn, trên luôn. À không, từ từ đặt từ từ, khi nào thả ra mới đặt. Đặt sớm thế. Anh để dưới thì em mất tiền à? Ổn lên chứ. Huynh ngoài thế anh bỏ ở dưới thì em mất tiền à? Tôi 5 lốp. 5 lốp đúng không? Thế còn huynh một vé tẹo. Vẫn 1500. Vẫn 1500 à? 5 lốp này 2000 này, 1500 thế được mẹ. Rồi, tôi thả rồi nha, tôi thả rồi này. Từ từ từng người một này, huynh Phát đặt trên đây dưới này. Tôi đặt trên. Rồi thế còn huynh ngoài sao? Đi tôi trên. Đi mọi người. Trên luôn. Dưới. Anh đấm. Dưới đúng không? Các huynh tự xem. Vẫn bị anh Liêm ơi. Và ta là phải chống trả với 4 thằng. Trên. Trên. Bây giờ bọn chúng bắt buộc thế tôi theo bạn. Thế là bao nhiêu? Lỗ mất 1000 à? Đây để ta trả tiền cho. Được chưa? Bao tiền à? Toàn trên vậy. Tika 1500 rồi. Moi là bao nhiêu? Tôi 2000. Để 500. Rồi 500, 2000, ông kia 500 rồi. Mọi người xem kết quả đi. Xem kết quả đi. Huynh thu hết tiền đi. Một tử huynh. Ôi trời. Ôi. Thôi. Tại sao lại chọn hết trên nhỉ? Toàn tiền của nhà mình thế này. Hết cơm đấy. 2000. 1500 này. 500 nữa này. Rồi. Thôi cái cuối đi các đệ ơi, cái cuối đi. Cho các đệ gỡ đấy. Cuối này bao nhiêu cũng nhận này, Đấy. Bao nhiêu cũng nhận đấy. À, tôi cứ quay trước xong rồi huynh Liêm là cứ thu tiền nhá, Liêm huynh cứ thu tiền nhá. Mới ngộ 200 400 kia thì chơi gì nữa, tối thiểu là 500. 1000 đi huynh ơi. Ủa, có những người thiếu tiền làm chi nạ. Phải ai cũng có đâu. À muội à muội. Ôn in. Muội đưa tiền huynh gửi muội hôm qua đi. Nhưng mà nói hết thì rồi. Huynh Liêm huynh ơi, kết quả đã có rồi đấy. Rồi các thế mọi người đặt như nào đấy? Rồi cứ đặt đi, mọi người cứ đặt đi, tôi đứng xa ra tôi không thay đổi kết quả nhá. Mọi người cũng đừng lại gần xem, khi nào mọi người đặt xong mọi người lại gần xem. 500 trên, rồi. Ôi, 500 trên. Ôn in trên. 9.300 trên, 500 trên. Rồi. Anh này chắc hết tiền rồi. Ok. Đấy, mọi người vào xem kết quả đấy. Huynh ơi, thu tiền Huynh ơi. Lại 1 rồi. Đẹp 1 Huynh ơi. Cái bịt còn mẹ mày. em phát. Giờ ta chẳng còn gì. À rồi. Còn 500 ở đâu nữa nhỉ? Mà thôi.